Tiểu sử nghệ sĩ Thanh Hằng. Thanh Hằng, nghệ sĩ cải lương đình đám một thời, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và cuộc sống hiện tại ở tuổi 62. Nghệ sĩ Thanh Hằng tên thật là Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1962, là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Chị được sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật cải lương. Ông Hai Núi là ông cố của nữ nghệ sĩ Thanh Hằng, là một nghệ sĩ tiền phong trong ngành hát bội pha cải lương. Không chỉ thế, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa và các em gái Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Thanh Ngân đều theo nghiệp hát, diễn. Thanh Hằng được đánh giá là một nữ nghệ sĩ cải lương tài năng của sân khấu cải lương, cùng thời với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Phượng Mai, vân vân. Chị có thể hóa thân vào nhiều loại vai tuồng như Đào Thương Đào Mùi, Đào Lãng Mùi, Đào Độc và vai mụ. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua các vở cải lương nổi tiếng như Người đẹp Bạch Hoa Thôn, Giọt lệ cố nhân, Tứ tử Đăng Khoa, Một kiếp đọa đày, Sự án Trần Thế Mỹ, Nỗi oan hoàng hậu, Tóc mai sợi vắng và nhiều vở khác. Năm 1991, nghệ sĩ Thanh Hằng từng giành huy chương vàng giải cải lương Trần Hữu Trang. Năm 1997, Thanh Hằng đoạt thêm giải Mai Vàng, diễn viên hay nhất trong năm do tuần báo Tuổi Trẻ tổ chức. Thanh Hằng còn được ghi nhận thành công bên mảng hài kịch và điện ảnh. Thanh Hằng có một lối diễn xuất nội tâm, tuyệt hay, tuyệt đẹp, không cần lời nói nhiều, không cần động tác hay hành động gì. Chỉ ánh mắt long lanh, nụ cười ngượng nghệu như mặc cảm tội lỗi, giọng nói vừa mắc cỡ vừa khêu gợi. Chính vì vậy, Thanh Hằng là một trong số ít nghệ sĩ thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn ở sân khấu hải ngoại. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, thì cũng là lúc nghệ sĩ Thanh Hằng khiến người hâm mộ thấy bất ngờ, khi chị âm thầm rời xa sân khấu để chọn cho mình cuộc sống riêng khá bình lặng. Trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, Thanh Hằng kể, chị kết hôn rất sớm. Năm 16 tuổi, vì sống tập thể với nhiều anh chị em trong đoàn hát, sợ người ta dụ dỗ khiến mình chửa hoang, nên nữ nghệ sĩ chấp nhận lấy người đàn ông làm nghề sắp ghế cho khán giả. Thanh Hằng nói, lúc đó thấy người ta thương mình thì lấy đại. Một năm sau đó, chị sinh con đầu lòng. Cuộc hôn nhân này khiến Thanh Hằng chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nữ nghệ sĩ cho biết, chồng có máu đỏ đen, nên chị thường xuyên bị đánh. Cứ mỗi lần kêu ổng ngừng đánh bài để trông con thì tôi lại bị đánh tới tấp. Đến dịp Tết, mọi người thường cờ bạc, ăn nhậu, là tôi lại sợ vì sẽ bị chồng đánh nhiều hơn. Hôn nhân giống như địa ngục, nhưng Thanh Hằng vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ bị dư luận dị nghị, sợ con phải chịu thiệt thòi. Trong một lần tuyệt vọng, chị đã tìm tới cái chết nhưng may mắn được cứu thoát. Bước sang năm thứ 5, Thanh Hằng có đủ dũng cảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Rồi sau đó, chị cũng tìm được tình yêu mới. Để tránh sự đổ vỡ, nữ nghệ sĩ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang nở rộ để theo chồng sang nước ngoài định cư vào năm 2001. Ở nơi xứ người, Thanh Hằng phải làm mọi việc để mưu sinh. Chị từng đi cọ toilet, làm cơm hộp đi giao, bán trái cây dạo ngoài đường, làm nêu để có thêm thu nhập. Nhiều lúc nhớ sân khấu, chị chỉ biết lái xe ra công viên, hát múa một mình rồi lại trở về. Tuy vậy, cuộc hôn nhân thứ hai của Thanh Hằng cũng không thực sự yên ấm. Khi hôn nhân không còn giữ được, chị lựa chọn ra đi với tâm thế nhẹ nhàng, không hờn trách. Bởi với chị, dù lỗi lầm thuộc về ai chăng nữa, điều cuối cùng vẫn là sự tổn thương từ phía các con. Nữ nghệ sĩ tin rằng, một cái kết cho cuộc hôn nhân không trọn vẹn đôi khi cũng là cách tốt để cả hai thấy thoải mái và sống trọn vẹn phần đời sau này. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thanh Hằng có ba người con gái và lựa chọn cuộc sống độc thân xế chiều. Không ít người nhìn cảnh lẻ bóng thúc giục nữ nghệ sĩ sớm tìm một người đàn ông bên cạnh làm điểm tựa, song đáp lại là cái lắc đầu từ chối. Chị nói, lúc trẻ tôi luôn bận tâm trữ tình, mong mỏi tìm kiếm cho mình một điểm tựa tình yêu. Thế nhưng, khi từng này tuổi mới thấm thía hết nhân duyên ở đời, và lại, quỹ thời gian mình không còn nhiều, được sống những ngày có ý nghĩa chính là hạnh phúc. Tôi luôn suy nghĩ thế để tự dặn lòng phải cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày. Nữ nghệ sĩ chia sẻ. Nghệ sĩ Thanh Hằng, tuổi xế chiều hồi hương, sống độc thân,
chăm mẹ già và hạnh phúc vì còn được diễn. Sau 15 năm ở xứ người, khi các con đều lớn khôn, có cuộc sống riêng, công việc ổn định, thì Thanh Hằng quyết định trở về Việt Nam sống cùng mẹ ruột và cô con gái nuôi. Đồng thời, Thanh Hằng nhiệt tình tham gia sinh hoạt nghệ thuật cùng các em gái, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, Ngân Quỳnh và Thanh Ngọc. Dù thời điểm trở về, tên tuổi của Thanh Hằng dù không còn ở đỉnh cao, nhưng nữ nghệ sĩ không cảm thấy chạnh lòng khi vẫn còn được lên sân khấu. Nghệ thuật mỗi ngày sản sinh ra nhiều nghệ sĩ và tác phẩm mới, trong khi mình đã vắng bóng nhiều năm nên khi về cảm giác ngỡ ngàng và lo sợ. Nhưng có lẽ do tổ nghiệp còn thương, nên tôi được khán giả dang rộng vòng tay đón chào, Thanh Hằng tâm sự. Được biết từ khi về Việt Nam, Thanh Hằng nhận được lời mời đóng phim ở tuổi ngoài 60 và đi biểu diễn ở các sân khấu thành phố và một số tỉnh miền Tây, từ các sự kiện, đám cưới, cho đến các sân khấu tạp kỹ. Thanh Hằng vẫn mặn mà, đằm thắm cùng giọng ca khỏe, truyền cảm, kỹ năng diễn xuất không bị cũ mòn. Được gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả ở nhiều nơi, với nữ nghệ sĩ là niềm hạnh phúc khi lựa chọn sống trọn với niềm đam mê dang dở sau nhiều năm xa quê. Nhiều người so sánh sân khấu lớn nhỏ trước khi nhận lời biểu diễn. Tôi chỉ quan niệm nghệ thuật không có sang hèn cao thấp, mọi thứ chỉ được quyết định bằng chính tình yêu thương của khán giả. Có lẽ mục đích mang tiếng hát đến cho người hâm mộ mới thực sự quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì, Thanh Hằng bộc bạch. Năm 2023, sau 6 năm trở về Việt Nam, Thanh Hằng xuất hiện cùng con gái trong một chương trình truyền hình. Khi được hỏi về dự định trong năm 2023, nữ nghệ sĩ bất ngờ bật khóc nói: "Ước nguyện của tôi là đem lời ca tiếng hát đến để phục vụ khán giả thân yêu. Vì sân khấu là cuộc đời của Thanh Hằng." Chị cũng tiết lộ sẽ xuất hiện với vai trò huấn luyện viên trong chương trình mới mang tên Tài Danh Tân Cổ. Chia sẻ về sức khỏe ở tuổi 62, Thanh Hằng kể mang trong mình không ít bệnh, trong đó nặng nhất là căn bệnh khớp. Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ đi lại khó khăn, phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày. Đầu năm 2020, Thanh Hằng từng phải nhập viện cấp cứu mổ gấp bởi được bác sĩ chẩn đoán phần khớp đã dần bị hoại tử. Sau ca mổ, tôi được sự chăm sóc, quan tâm từ gia đình và khán giả gần xa. Tôi không sợ bệnh tật, chỉ sợ viễn cảnh không còn được gặp khán giả nữa khiến bản thân cứ ám ảnh. Đời nghệ sĩ mà, còn nỗi buồn nào hơn khi phải xa lìa sân khấu, khán giả, nữ nghệ sĩ nói. Gần đây, nghệ sĩ Thanh Hằng đang là một trong những vị giám khảo của chương trình Học viện Cải Lương, do nghệ sĩ Bạch Tuyết làm viện trưởng. Ngoài Bạch Tuyết và Thanh Hằng, còn có nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ Châu Thanh, nhạc sĩ Thanh Hải, vân vân. Hiện tại ở tuổi 62, nghệ sĩ Thanh Hằng có cuộc sống bình yên bên mẹ già và các con và hạnh phúc khi vẫn còn được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, góp phần truyền lửa cho thế hệ sau. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!